Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu các bạn các cái lò xo mà làm bẫy của mình á. Đây này, đây là lò xo thép mạ đồng nha các bạn. Cái dòng nó là dòng tròn, nó là một phân nha các bạn. Thép một gem nha. Nên lấy cây đi nha các bạn. Cái cây này là nó dài khoảng 25 phân nha các bạn. Này mình làm bẫy chuột đồng, chuột cống hay là bẫy sóc, bẫy chồn gì cũng được nha các bạn. Này nó bền lắm, không có bị chuột cống hay là chồn nó phá, sóc nó cũng không phá được nha các bạn. Số hộ của mình là 0936059090, Facebook Bẫy Rắn Đồng Nai nha các bạn. Kênh là YouTube là Phát Vinh. Cái này mình có ship toàn quốc luôn nha các bạn. Rồi đó. Rồi cái nữa mình giới thiệu cái lò xo màu đen dài đây. Này nhìn vậy chứ nó cứng, nó cũng bền y như lò xo màu vàng luôn nha các bạn. Cây lò xo này là 1m1 một cây, cây dài 1m1 nha các bạn. Mình cắt làm bẫy chuột thì mình cắt cỡ dây thôi, khoảng chừng 2 phân rưỡi 3 phân là được rồi, không cắt dài nha các bạn, cắt dài phí. Này 3 phân nè, cỡ này 3 phân là hơi dài rồi nè. 1 bẫy chuột đồng mình làm một cái vậy thôi, để giữa là nó cứng. Để đây mình lấy mình giới thiệu bạn xem. Như cái bẫy chuột đồng của mình nè. Mình xài một cái lò xo màu vàng. Và sau màu vàng này là mình cắt được khoảng 6 tới 7 đoạn như thế này nha các bạn. 6 7 đoạn như thế này là. Xài lò xo này hoặc là lò xo màu đen này thì các bạn chỉ cần xài một cái ở giữa thôi là nó đủ giữ con chuột rồi nha các bạn. Tại vì bẫy này bẫy chuột đồng mà. Chỉ thèm một cái giữa là dư sức giữ con chuột lại rồi. Lực nó dữ lắm nha bạn, mà không mà ít nó không hư nữa, bật nó trả lại y nguyên như cái cũ. Lực giữ cửa nó cũng tốt lắm nha bạn. Anh em nào cần lò xo nào màu vàng, loại màu vàng này hay là màu đen này thì cứ liên hệ mình, ship toàn quốc, giao hàng, kiểm tra mới thanh toán nha các bạn. Các bạn thì số điện thoại mình là 0936059090, Facebook Bẫy Rắn Hôm Nay, kênh YouTube của mình là Phát Vinh nha các bạn. Ngoài ra thì mình bán lò xo này thì mình còn bán nhiều loại lắm, bẫy chuột, sóc, chồn, lưới cá, cần câu cắm đồ các loại nha các bạn. Bạn nào mua thì cứ liên hệ mình ship toàn quốc cho các bạn. Rồi là mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Chúc các bạn nhiều may mắn, thành công trong công việc. Có anh em nào cần cái gì thì cứ liên hệ số hội của mình. Rồi, chào tất cả các anh em.